phẩm của chúng ta rất là sạch vải. Vâng, bây giờ tôi sẽ test chiếc máy Tapio TK500 này cho các bạn xem. Và đối với tôi sẽ đánh cá bảy cá rô đồng. Thời gian cài đặt là 45 giây. Và bây giờ tôi sẽ cấp nước để cho máy chạy. Sau khi cấp nước thì các bạn khóa các cửa lại và đổ cá vào. Đóng chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Thì kết thúc 45 giây thì máy sẽ được đánh ngắt và chúng ta hãy cùng xem đã ra như thế nào. Vâng, và chúng ta đã đánh xong cá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.